đại học sinh viên mặc gì là đẹp nhất? Mình sẽ chọn sơ mi nha mọi người. Hồi xưa thì mình có một video là những set đồ mình mặc để đi học đại học ấy, thì có rất nhiều góp ý bảo là mình không nên mặc như này đi học vì nó không phù hợp với môi trường học tập. Cho nên từ đó thì mình đã rút kinh nghiệm hơn. Ok, nhân vật chính của ngày hôm nay, những chiếc áo sơ mi từ giá dễ thở nhất cho đến khó thở nhất của mình nha. Mình thì rất là ít mặc áo sơ mi với quần ống rộng như này bởi vì nghĩ nó sẽ không tôn dáng ấy, nhưng mà mặc lên trông cũng hay. Còn đi chơi thì mình sẽ mặc quần ngắn như này bởi vì trong người mình sẽ cân đối hơn. Mình cảm giác là cái áo màu đen này nó sẽ cứng với cả thô hơn cái áo màu trắng kia nha. Dù là mua cùng một chỗ. Với quần skin thì mình thấy nó tôn dáng hơn, trông nó không bị rộng thùng thình quá. Tuy là nhìn mỏng manh thế thôi nhưng mà hơi bị khó thở nha mọi người. Mình thích em này bởi vì dáng nó ôm ấy, khi mà sơ mi thì rất là đẹp. Nếu mà bạn nào thích bánh bèo như này thì có thể tham khảo em này nha. Đây là chiếc áo sơ mi mà mình thích nhất kể từ kiểu dáng, màu sắc cho đến cái chất liệu của nó. Đặc biệt là bảng màu của em này rất là đa dạng. Tuy nhiên thì mình thích cái màu be với cả cái màu xanh navy. Mình sẽ mặc thử em này cho mọi người xem nha. Sơ mi lên là đúng kiểu thanh niên nghiêm túc luôn, mặc em này rất là nhẹ, mát mà mình thấy giá nó kiểu thở bình thường nha mọi người. Các bạn đã thử lần nào đi quán cà phê một mình chưa? Gần đây mình có thấy trend đi quán cà phê xem phim một mình khá là nhiều nên mình cũng muốn thử cảm giác. Không phải là đi cà phê để chụp ảnh nên mình cũng make up nhẹ nhàng và mặc đồ thoải mái. Mình lựa chọn em áo trắng này bởi vì thiết kế trên ngực áo rất là lạ, mặc vừa đẹp mà lại không bị nhầm tưởng là học sinh. Chất liệu dày dặn nên không bị lộ áo trong và đặc biệt là thấm hút mồ hôi tốt nhá. Và được rồi, đi thôi. Điểm mình chọn ở quán cà phê Sách. Lần đầu tiên đi mà ngồi một mình nên mình hơi rén. Nhưng mà vì xung quanh mình cũng rất nhiều người đang học và làm, và cũng có người đi một mình nữa, nên cái bầu không khí này đã tạo cho mình cảm giác thoải mái và kiểu muốn làm ý. Nói thật thì ai đang có suy nghĩ muốn đi một mình thử thì nên đi nhá mọi người nhá. Tiện thể khoe luôn đôi dép vừa thoải mái và lại rất hợp cho mùa mưa gần đây. Full size luôn, mọi người có thể mua đôi cùng với người yêu nhá. Còn vấn đề có nên đi cà phê một mình hay không thì mình khuyên là có. Có vân tay rồi thì phải có áo sơ mi, nên hôm nay tôi sẽ review một vài chiếc áo sơ mi xinh xắn và kèm nha. Đầu tiên là áo sơ mi form rộng style Hàn Quốc, freestyle, chất vải thô không nhăn. Thứ hai là áo sơ mi buộc eo phong cách thanh lịch nữ tính, chất liệu lụa mềm mặt tôn dáng. Và cuối cùng là áo sơ mi suông rộng, mid màu năng động cá tính và áo cũng freestyle luôn nha. Lâu lắm rồi thì mình mới lại tìm được một em quần màu kem, cạp cao, hách dáng và quan trọng là có cả size nhỏ cho bạn nhỏ con luôn. Tầm này thì mình vẫn ưu tiên là chọn cho mọi người mấy quần ống suông cho nó dễ mặc. Em này thì có thêm họa tiết hoa văn thêu ở cạp, trông rất là lạ và đẹp luôn. Kiểu dáng quần này thì trông khá là hút mắt nên là lần đầu tiên mà mình đi cà phê đã có bạn xin info rồi. Chất quần ở bên đây thì mình thấy là không có được dày dặn lắm, hơi mỏng một xíu. Nhưng mà bù lại thì cái cạp quần rất là cao nên là tôn dáng tôn vòng ba. Thêm cái họa tiết thêu ở quần nâng tầm cái quần luôn. Một lưu ý nữa đó là chọn size, các bạn phải tăng một size lên so với quần bình thường các bạn hay mặc nhá. Mình mặc em này hơi bị chật, bù lại thì phong quần đẹp nên là vẫn cho 8 điểm. Hai mẫu sơ mi nhất định phải có. Chữ gì đây ta? Manito Bakery có cái bánh mì già được ẩm. Bấy lâu ta không nói nhau một câu nào, chờ dòng tin nhắn chào. Áo đẹp mà đến cái tắt áo nó cũng đẹp nữa. Mi phải có nói có khi nghĩ thay đổi, có khi bấm môi. Tìm cho chính em một món quà, để mình hai đứa cũng quên quên
ra đường và em cũng chẳng muốn chỉ biết nằm im trên giường, liệu anh có thấy nơi khắp bốn phương. Tiếp tục với những mẫu áo phông có giá dưới 100 cành mà cực kỳ chất lượng, giờ cùng mình xem nhé. Đây là một hot Instagram là mình tốn tiền nhất. Cái gì mà vừa xinh mà mặc đồ gì cũng đẹp hết trơn vậy. Làm một đứa không thích áo phông như mình cũng phải múc về. Thôi, về rồi thì lại phải thử thôi. Ê chà, trông cũng đẹp trai ra phết này. Mặc dù toàn đồ basic thôi nhưng mà màu đẹp với form đẹp trông nó vẫn rất là đẳng cấp các bạn ạ. Áo phông bên này thì phần cổ khá là cao. Mình nghĩ là mình thích kiểu cổ này hơn là kiểu cổ trễ. Với cả mấy cái mũ này đội trông cũng nịnh mặt thật sự. Lần đua idol này tính ra cũng thành công ra phết đấy. Anh ước một người nào đó khiến con tim em hân hoan và họ sẽ mang được đến cho em những điều mà em luôn xứng đáng. Mong em khác không đem những vết thương này theo mãi sau. Anh xin lấy lại những câu nói khi cãi. Trời mưa bong bóng phập phồng, hôn anh một cái mặt nồng được không? Đôi bước ngân nga rồi anh chiều ta đoạn đường anh lại. Ra đường và em cũng chẳng muốn chỉ biết nằm im trên giường, liệu anh có thấy nơi khắp bốn phương.